sử dụng look để chỉ cái trong bề ngoài của ai hay cái gì đó. Ví dụ, nó trông đắt tiền. It looks expensive. Bề ngoài, nó trông đắt tiền. Nhưng, nó đắt tiền. Ta nói, it is expensive. Nó đắt tiền thực sự. He looks younger than he is. Anh ấy trông trẻ hơn so với tuổi. He is younger than he looks. Anh ấy trông già hơn so với tuổi. Positive, tích cực. Negative, tiêu cực. It looks worse than it is. Câu này có nghĩa tích cực. It is worse than it looks. Câu này có nghĩa tiêu cực. He is richer than he looks. He looks richer than he is. They look more successful than they are. They are more successful than they look. He is stronger than he looks. He looks stronger than he is. He looks healthier than he is. He is healthier than he looks. It looks better than it is. It is better than it looks. I am happier than I look. I look happier than I am. You look more intelligent than you are. You are more intelligent than you look. Translation. Cô ấy đang mặc chiếc áo khoác lông thú. She's wearing a fur coat. A fur coat. Nó trông còn mới tinh. It looks brand new. Brand new. Chiếc xe này xài rồi nên nó rẻ hơn chiếc mới. This car is second hand, so it's cheaper than a new one. This car is second hand. Nhớ tắt máy lạnh. Remember to turn the air conditioner off. Air conditioner. Turn the air conditioner off. Don't forget to turn the air conditioner off. Máy sưởi đang mở hay tắt? Is the radiator on or off? Is the radiator on or off? Bên ngoài trời rất lạnh, trong này cảm thấy ấm hơn. It's very cold outside. It feels warmer in here. Lát nữa cô ấy sẽ có mặt ở đây. She'll be here in a minute.
She'll be here in a minute. Tôi chưa bao giờ hỏi xin tiền ông ấy. I've never asked him for money. Hải sản ở đây rẻ và rất tươi. The seafood here is very cheap and fresh. The seafood here is very cheap and fresh. Tôi thấy thịt có vị không tươi. The meat doesn't taste fresh to me. The meat doesn't taste fresh to me. Thức ăn ôi thiêu rồi, vứt nó đi. The food is stale, throw it away. The food is stale, throw it away. Ở đây có hai mùa, mùa khô và mùa mưa. There are two seasons here, the dry season and the wet season. There are two seasons here, the dry season and the wet season. Giấm có vị chua. Vinegar tastes sour. Vinegar tastes sour. Nó có vị hơi mặn. It tastes a little bit salty. A little bit salty. Thức ăn Ấn Độ như thế nào? Nó cay. How's Indian food? It's spicy. It's spicy. Anh không được uống rượu. You mustn't drink alcohol. You mustn't drink alcohol. Tôi thích rượu vang của Pháp hơn rượu vang của Tây Ban Nha. I prefer French wine to Spanish wine. I prefer French wine to Spanish wine. Tôi làm quản lý ở nhà hàng này. I work as a manager in this restaurant. I work as a manager in this restaurant. Ăn nhiều rau củ hơn và giảm thịt lại. Eat more vegetables and less meat. Eat more vegetables and less meat. Vặn nhạc nhỏ lại, nó quá lớn tiếng. Turn down the music. It's too loud. Turn down the music. It's too loud. Vui lòng nói lớn lên một chút. Please speak a little bit louder. Please speak a little bit louder. Tiếng rap nghe được,
nhưng tiếng bát quá lớn. The treble sounds all right, but the bass is too loud. The treble sounds all right, but the bass is too loud. Mọi thứ trông hoàn hảo. Everything looks perfect. Everything looks perfect. Tôi thỉnh thoảng sức nước hoa. I sometimes wear perfume. Wear perfume. Cô ấy đang sức nước hoa loại gì? What kind of perfume is she wearing? Perfume. Perfume. What kind of perfume is she wearing? Nó có mùi như thế nào? How does it smell? Nó có mùi thơm ngào ngạt. It smells fragrant. It smells fragrant. Quà sinh nhật của cô đây. Here's your birthday present. Here's your birthday present. Cảm ơn anh rất nhiều đã tặng quà cho tôi. Thank you very much for your gift. Thank you very much for your present.